Rồi cô bác ơi, bữa nay mình lại tiếp tục. Có thấy con gì chưa? Trời ơi, cái con này không biết là cái con gì nữa. Tôi thấy nó cái này là dạng đẹp lạ nha. Dòng nè. Đó tới giờ từ nhỏ tới lớn mới gặp con mèo mà nó xấu quá vậy đó. Trời ơi, con mèo nữa cô bác ơi. Con này mà mình đặt là con trộm nè, thì nhiêu đó là cũng đủ biết là con mèo này nó đẹp lạ rồi nè. Con mèo khó gì không, mèo phải con mèo người nó giống như con tròn con sóc gì đâu đó. Lạ lắm nha, đẹp lạ đó, vậy cho vui tính lắm nha, kêu cái là chạy lên liền đó. Đây là những cái bộ môn nhìn đẹp hết sức ha. Vừa quay chơi chút xíu rồi mình đi trên ruộng thôi cô bác, chứ mình không có ở đây nha. Bữa nay là mình đi ruộng. Cái dữ dằn luôn. Ở dưới này là lan, khoai lang. Trời ơi, cái này ngụy trang kiểu Úc, cái này mà đố con chuột nào mà biết con mèo. Cái đúng vậy. Nó mà đứng yên á, đố của bác phát hiện đó đó, cái này còn hơn là ngụy trang kiểu Úc nữa. Thiệt tình từ nhỏ tới lớn chưa thấy con mèo nào mình nó xấu lạ tới mức độ này. Vậy đó. Đi đâu cũng đi theo trơn á, tối ra ngoài cái chòi ngoài kia á, của nó cũng đi theo nữa, cái chòi ngoài kia nó cũng đi theo nữa, mà đi mà sợ đạp nó, tại vì nó với cái màu đất là y chang à. Người ta xấu mà cũng xấu có cái mức độ quá ơi, còn hôm nay nó xấu mà nó không có kiếm được cái điểm nào mà đẹp hết trơn. Cái này là tao gọi là xấu điều luôn, không có còn cái điểm nào chứ. Ôi, ôi bạc hà quá xa tốt luôn. Ôi, chạy kìa. Ở đây chơi với nó chút xíu rồi mình đi nha quá. Ở đó. Lành lắm. Lành dữ dằn lắm. Nó như con sóc vậy đó. Ở đây là hoa lan bên này nở rồi nè. Tại cái loại này cái màu nó lợt lợt vậy đó, mình thấy giống như là nó bị héo nhưng mà không phải. Cái này là cái màu nó lợt. Còn cái này là ngọc điểm nè cô. Nè, ngọc điểm hay còn gọi là nghinh xuân đó. Có nghĩa là Tết đó, là nó nở rồi nó đón Tết, chủ yếu là vậy đó. Nhưng mà cái thời điểm thường nó vẫn có bông. Còn ở dưới này là mấy cây rau diếp cá, bên này là ớt siêu trái luôn cô ớt ơi, nhưng mà mình đây không ăn ớt. Đó, cô ớt xem trái khủng khiếp trái luôn, dữ dằn. Rau diếp cá có bông rồi nè, rau diếp cá. Còn này là lan nở hoa nhất trơn nè cô ớt thấy ha, nó lan ở trên đó mới là rực rỡ. Còn này là mokara, mà mokara đỏ nè, đẹp hết sức ha. Công nhận mình đẹp mà cái hoa này còn đẹp hơn. Đây. Hoa này mới đẹp thực sự nè. Hoa đẹp ha, mà cái tay dính lọ rồi thành ra hết đẹp, cái tay trắng trắng dính vô cái này mới đẹp. Tay dính lọ. Đẹp ha. Hoa này là hạnh, hạnh trái chút 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 nè, bằng đầu đũa nhóc trơn ha. Bên trên này là vú sữa cũng có bông nhóc trơn luôn. Trời ơi. Thử rồi, leo lên không nha. Nè nè. Thử rồi, nhảy lên không? Nhảy lên không? Trời ơi. Cái con này con sóc chứ không phải là con mèo. Nhảy. Sóc mà sóc nhảy nha. Thôi nói vậy cho mình đi quá ơi. Nãy giờ bao nhiêu phút rồi. Bây giờ mình quay một lần nữa ở phía sau này. Ở sau này là hoa. Cái này là cây bơ cũng sắp có trái của. Dạ bữa có bơ, rồi nữa mình sẽ trồng thêm một số cây ăn trái nữa. À, quay lên cái dừa đằng sau này, hồi nãy cô bác xem cái dừa đằng trước nha. Cái này cái dừa đằng sau. Dừa thì trái, ôi thôi trái luôn rồi. Cái này dừa cũng dễ bán lại, cô bác cũng đỡ rồi.
Tại vì những cây này là những cái cây mà mình gọi là không có chi phí gì hết, chỉ trồng rồi bỏ đó có trái mình thu hoạch thôi, chứ gần như là mình không có tốn chi phí gì hết. Thành ra có nhiêu là mình hưởng bấy nhiêu đó, chứ không có cái tiền chi phí gì nhiều. Lâu lắm, cùng lắm là mua bịch thuốc 60 ngàn bỏ cho nó thôi, đu đủ trái nhóc trơn ha. Bên này cũng cá trái nhóc trơn nè, đu đủ ôm nhôm nhách mà trái dữ ta. Đu đủ quá coi nè, đu đủ có hơi lớn nè, mình trái dữ dần. Kia là me, đu đủ dài dài đó kìa. Cây này cũng bắt đầu ra trái nữa nè. Cái này trồng quanh nhà của mình cây ăn trái hết. Bên này đi đường bên hông nha. Bên hông này là cái chỗ mà để đồ máy móc của nhân dân. Ở bên trong ông cụ mình cũng đang karaoke đó. Khu này là khu máy móc của mình vẫn như ngày xưa. Còn bên này là đồ lặt vặt. Cái này là cái nhà kho của mình. Cô bác nghe ông cụ mình hát nha. Rồi bài này ông không biết rồi, tại vì ông đang hát liên khúc mà. Ai hát chiều nay trên dòng sông Vàm Cỏ đó cô bác. Cửa tóc anh bay trong chiều lộng gió đó, dòng sông yêu thương ơi dòng sông quê hương, ngàn năm phôi pha cho tình thêm hương hoa, ngàn năm phôi pha cho tình thêm đậm đà, như tình đôi ta sống mãi không già. Đó, mà mình đang thi công các công trình ở ngoài này, hoặc cái nợ cầu giờ quá ha. Cô bác thấy mọi khi là có cái bồn ở đây ha, bữa nay mình đập cái bồn bỏ luôn rồi, nhưng mà vẫn chưa xong công trình nha, còn khóa bằng ở đây nữa, cái này thì mình chưa có khóa bằng xong. Ai không có à, phải không con? Dạ thôi công nhận con cọ biết mình cũng điên luôn. Còn con sóc này nó chạy theo đã khỏa một mớ ở đây rồi. Rồi từ từ mình sẽ khỏa thêm nữa và gãi đá dài dài ở đường này để làm cái đường đi thôi. Quy hoạch lại toàn bộ cái khu này cũng chưa có dọn xong nữa, quá đồ còn nghênh ngang chân ha. Nhìn con mèo thiệt tình. Khỏa xong rồi đó, đầu dọn hết khu vực này luôn mà chưa có xong đâu hết. Rồi bữa nay dẫn cô bác đi ra ruộng để mình quay một cái đoạn phim chơi. Rồi ở ngoài nè, hoa nè, hoa lan cũng màu cara nữa cô bác. Cô bác thấy nè, dữ dằn ha. Cao khủng khiếp ha. Cái này là cái trái của lan nè, ở trong này, cái này tốt dữ dằn luôn. Mình đang dọn ở ngoài này nữa nhưng mà chưa xong đâu hết. Cái này là lan bồ câu, mà còn gọi là lan hòa bình đó. Có bầu 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 nè, đẹp lắm ha. Tới chừng nó nở một cái của cô là trắng xóa cái cây lan luôn. Lan này nè, nó chịu nở một cái là trắng xóa ở trên, đẹp dữ dằn lắm. Còn lan này là mình lấy ở từ ở trên núi Cấm vậy. Và một số cái cây khác nữa. Ở đây nó rớt xuống. Nó rớt xuống một chùm này, nó nhiều quá, nó dày quá đó, cái nó rớt xuống. Nó thấy là tốt dữ dằn. Thật sự cái này á, thì nó không có cần gỗ của bác. Ví dụ như cái cây này nè, là nó hoàn toàn là cái nhánh không nè, không có miếng gỗ nào cho mình, nó vẫn sống bình thường nè. Cái gỗ chỉ là cái giá thể để nó ôm thôi. Còn nếu như cái thời tiết mà nó đã ẩm đủ rồi đó, không cần gỗ hết trơn, cây lan không mà nó vẫn sống tốt mà. Cô thấy ha, nó ra rễ luôn nè. Nó không có cần miếng gỗ gì hết, tự cây lan của nó tự sống luôn. Nếu có gỗ thì nó ôm vô thì im hơn, như cây lan này cũng vậy nè. Nè, hoàn toàn là không có cây gỗ nào trơn mà cây này tốt dữ dằn không cô thấy. Không có miếng gỗ nào trơn, tự cái cây nó sống. Cây này tốt dữ dằn luôn nè. Đâu có cây gỗ nào đâu. Hồi đó có gỗ nhưng bây giờ là nó mục hư hết à. Đâu còn cây gỗ nào mà nó vẫn sống. Rồi tới cây mô cara này. Hồi có ong không, gợn gợn. Hồi ong đánh chết.
xã không, giống như là cái đuôi của con phượng vậy đó, phượng gáy Kỳ Sơn đó, Võ Dương ra đời. Rồi đây nữa nè, nắp chân ha, ở đây là nó rớt dưới đây một chùm. Cái này quay chơi của bác thôi, thành ra mình không có vô vấn đề chính. Đây thôi, rồi cái bụi này còn tốt dữ dội nữa nè, như cái gừng nè, một chùm như vậy á cô bác, chỉ giá của nó thì chắc từ 500 ngàn đến 1 triệu ăn lên thì mới có thể gờ vào được. Nó thật lòng á, tại vì cái này là nó lâu năm lâu tháng dữ lắm nó mới được như vậy, già tuổi dữ lắm, nó mười mấy năm tuổi rồi để được một cái chùm mà khủng khiếp như vậy á cô bác ơi. Đến ôm cái tay của bác sĩ dữ dằn không, cái chùm ngoài kia mới là cái chùm dữ dội nhất, to khủng khiếp luôn. Còn mấy cái chùm này thì cũng tương đối thôi. Cây này cao nè, cây này chiều dài của nó chắc cả 3 mét đó cô bác, từ trên và xuống dưới này luôn nè, ăn dưới đất luôn rồi, ăn dễ khủng khiếp. Dòm nè, nó bám vào đó đó, rồi nó ăn lên cây xoài luôn rồi. Ôi ơi, nó chạy mà sơ ý cô bắt lại đây, tưởng là con sóc chứ không phải tưởng con mèo. Đây, cái này là mẫu đơn, cái này là mẫu đơn Pháp mà cô, mẫu đơn Pháp. Cái khu này, cái khu của mình, ta mình chưa dọn xong, mình dọn xong là đảm bảo cô bác thấy cái khu này sẽ xanh sạch đẹp chứ không có loạn xạ gì. Tại hổm rồi dọn sơ sơ cái bắt đầu mình gãy đá nè, gãy đá cái con đường đi nè. Rồi có con sóc, nhà mình có con sóc, con sóc nó dòm cái gì, nó dòm cái gì. Đó, hoa chiều tím thiên điểu, hoa chiều tím ở ngoài. Còn ở đây á, là những cái cây ngô đồng kiển hay còn gọi là cây sen tàu, đây. Lâu năm tuổi rồi nha cô, thấy cây này là cả 20 năm tuổi hết rồi cô, thấy cái bầu của nó là khủng khiếp không, nó giống như là cái bầu. Ở trong kia mình có một bầu nữa, nhưng mà để ở trong mép trong kia. Ở đây cũng có một bầu nữa nè, bự lắm nha. Để cái tay của thầy, bự lắm. Hoa của nó nè, cái này thì dễ lên. Còn ở trong này là hoa lài, hoa lài cắm bãi phân. Đó là một cô gái xinh đẹp thông minh mà lấy nhầm phải một cái anh chồng mà hơi thiếu chất lượng chút xíu. Thì người ta dí như vậy. Con sóc mình đã hơn. Sóc. Ủa lộn, không phải, con này mình đặt nó con tròn mà, nhưng mà nhìn nó giống con sóc. Đi đâu cũng chạy theo gì đó. Sáng đó cô á, buổi sáng là chim nó hót sùm ở đây hết, còn cái buổi chiều này nó đi chơi trơn à. Cô thấy mình gãi đường rồi nè, mình còn gãi dài ở đây nữa nhưng mà chưa kịp cô á, tạm thời là vậy thôi. Giấc này cô á nghe chim nó hót lại gãi lời đó, vừa nhắc chim, chim hót rồi đó, đó. Trời ơi, đám cưới trên đường quê luôn rồi cô á ơi. Cô dâu xinh xinh dung nhan mặn mà kìa, nhà ai có ông rể quý, nhà ai có cô dâu hiền, ồ ngô thấy có con lợn quay. Rồi dắt này đi nha. Nãy giờ trời ơi, nãy giờ mới chưa chơi mà 15 phút rồi đó, ít là ý là đi tranh thủ chứ lắm. Rồi, cái này đi nha. Không biết nãy xong chưa nữa. Cái này là dưới cái bến sông của mình. Dưới bến sông á, thì mình trồng hoa chiều tím nè. Với ở đây á, là hoa lài. Với mình trồng ở đây thêm một con tròn nữa nè. À,
cái cây chồn này nhúc nhích nha. Đó, ở bên này thì bụi trúc từ từ mình phá rồi mình sẽ đốt dọn cái khu này của hoa chiều tím mình trồng thì nó đã lên tốt rồi nè. Từ từ nguyên cái khu này là hoa chiều tím không, không còn thấy đất ở đây nữa. Nguyên một bụi hoa khổng lồ ở đây, hoa chiều tím này thì cũng tương tự như bên này. Buổi sáng nó nở một cái là tím cả một khu vực này luôn. Trời, nhắc này đi nha, tưởng tượng trước như vậy đi. Thì ở đây là cái khu vực đúng miền quê sông nước luôn. Một chút xíu mình sẽ đi hai miếng ruộng ở trên này, và mình sẽ ghé cái miếng ruộng ở bên này và xuống ba cái miếng ruộng ở bên kia. Vậy là mình sẽ đi ba chỗ. Rồi. Đi ra đồng chơi mà. Rồi, cách này thì trời ơi, cái gì đây? Sao mà đi theo nữa hả gì? Đi theo nữa hả gì? Ôi con mèo này giảng quá ta. Mấy con mèo người ta gặp nước ta sợ lắm nha, mà con mèo này gặp nước sao mà nó sắn xuống kìa. Sao đi ha, sao? Đi không? Xuống đi luôn. Đi không? Không nói gì cho mình đi quá. Ừ, mèo này giãn quá. Chạy lên đi con. Chạy lên đi. Để ở đây người ta bắt chết. Có má mị bắt cóc nít. Rồi, ở trên đó đi nha. Đừng có xuống nha. Rồi, lúc này mình khởi hành nha. Tàu ghe người ta chạy dưới sông á. Tôi quay lén người ta được không? Có người quen không? Để cô bác thấy chạy dưới sông. Một, hai. Bước lên đi xíu. Cái này quay lén người ta cô bác ơi. Mình quay mà mình chúi cái máy xuống nhưng mà ngóc cái đầu máy lên. Để cô bác thấy cái cảnh mà người ta chạy trên sông là như thế nào á. Rồi, một, hai, trở lại vị trí cũ. Rồi, chắc này đi xuống nè. Chìm không biết. Rồi đi nha. Trời ơi, gió nó bay cái nóc mất tiêu rồi. Bay mất tiêu hút nóc không hay rồi. Cô bác biết sao không? Tại vì mình che cái này á, là để cho trời mưa nước nó không có rớt vô xuồng của mình, nó sập cái xuồng của mình xuống. Chứ bình thường á, thì khỏi cần che cái này cũng được. Nhưng mà sợ trời mưa. Trời mưa là nước nó sẽ tràn vào cái xuồng của mình. À, rồi chắc này mình đi nha, kêu dữ rồi, nhỏ nhớ cái gì rồi. Chút về con. Chút mua bánh về ăn nha. Meo. Meo, 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 meo. Meo. Trời ơi xuống liền kìa. Meo. 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 Trời ơi xuống liền kìa. Đi không? Đi không? Đi không? Chị dẫn cưng đi chợ. Rồi. Không nói gì cho đi vô không. Cô bác chịu khó nha, cái này là hơi chóng mặt chút xíu, bữa nay đi chơi mà. Bây giờ sao đây? Bây giờ không ấy là mình đi lên trước hay là đi xuống trước ta? Cô bác tính đi lên trước hay là đi xuống trước nè? Thôi đi xuống trước này ha, rồi mình trở lên. Tại dưới này thì nó hơi cây cối nhiều một chút xíu. Mình đi trễ cây một hồi cái bắt đầu nắng tắt rồi cái quay nó tối hù. Còn trên kia thì nó trống trải hơn. Cũng tính toán dữ ha. Rồi đi nha. Này là vùng quê yên tĩnh nha. Ôi ôi mấy con chim vòng dọc nó làm ổ nhóc trơn trên cái cây bạch đàn của mình trên đó. Có thấy chỗ ổ chim vòng dọc không ta? Thì từ đây xuống xuống ba miếng đất dưới kia thì cách khoảng chừng 150-200 mét à. Còn miếng đất ở bên cửa này thì sát bên rồi. Còn trên kia thì hơi xa hơn, trên kia là khoảng 600-700 mét. Rồi, cái này trở lại nha. Cây này cây hoàng hậu, cây xoài, 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 xoài gì tùm lum chân đó. Cái sao của mình. Rồi, lên ga. Yeah.
rời bến ra đi. Ôi quê hương ta đó. Chút xíu mình trở lại cái miếng đất đây nha. Mình đậu xuồng rồi đi trên bờ cô bác xem chơi. Còn đất này là mình quay ở dưới sông trước, hồi ghé trên bờ chơi. Ở đây là có hàng xóm của mình nè. Giờ ở đây là không có cái đường xe của bác. Cái đường xe là hoàn toàn không có. Cây gáo vàng, gáo vàng và gáo trắng, có hai loại gáo ha. Ở đây là cây này quá quen thuộc rồi, cây bằng lăng. Nó tới đất mình ở đây nè. Để mình chạy hút đất mình một vòng rồi bắt đầu mình trở lại nha. Nói đất mình nữa chứ không phải đất mình nữa cô á. Tại lâu quá rồi không đi đây, không biết phải lộn đất người ta không. Mình nghĩ làm ruộng chắc cũng khoảng mười mấy năm nay rồi. Tại không có cái khiếu làm ruộng, làm là toàn là lỗ không. Nói là ở quê nông dân thiệt, nhưng mà thật sự thì gần như là mình không có phù hợp với cái việc làm ruộng của. Rồi cái này trở lại ha, con môi đó xong rồi đó. Tới ở đây là khu vực của đất của tư thợ nấu nè. Từ đây dài xuống dưới kia là đất của từ thợ nấu. Chỗ này là hoa ôm môi. Rồi trở lại nha. Hoa ôm môi rơi đầy trước ngõ, bao kỷ niệm về tìm thức quê xưa. Nhớ hôm nào. Ở đây là sậy nè, có mấy cây sậy nè. Tới mùa là người ta chặt để mà cắm gò, cắm cái đường gò, tức là cắm để mình thấy đường, để mình xả lúa, xả phân rồi vân vân á. Con chó của từ thợ nấu nè, nhìn đã không đó, để nó giữ cây kiển rồi đó đó. Tối thì ổng lên đó ổng ngủ. Rồi giấc này mình lủi vô đây nha, lủi ở giữa đất ruộng nè. Hồi đó ở đây là cây cối không cô bác, mới chưa bỏ rồi đó. Rồi nó ồn ào quá. Rồi tới ruộng rồi cô bác ơi. Ủa. Ở đây là làm một cái đường để cho máy lên trên đồng, để cho xới đất đồ vân vân nè. Đáng lẽ ở đây là gốc gạ đồ nhiều lắm cô bác. Cái này là máy xới, mới xới rồi đó. Xới trục gốc gạ, tại cỡ này nước ít lắm. Đáng lẽ như ngày xưa thì nước khoảng nửa tháng 7 này là nó cũng khá nhiều rồi. Người ta nói là tháng 7 nước nhảy lên bờ, phải không? Có nghĩa là nước nó chụp lên trên đất ruộng rồi đó, nó nhiều hơn trên đất ruộng rồi, nó tràn vào rồi đó, nó nhảy lên đó. Hoặc là tháng 7 cá nhảy lên đồng. Có nghĩa là trên đồng đã có nước rồi, giờ cá nó lên nó ở. Nói kiểu nào cũng được. Rồi bây giờ quay ngược về phía sau, gió qua gió đó, bên kia là khu vườn mai của tư thợ nấu. Giờ đây là rồi hết đường đi luôn. Kệ mình đứng dài dài đi chơi rồi. Ghé đây là sai lầm rồi cô bác ơi, không có đường đi luôn. Tại vì ở đây á, hồi xưa là mình trồng mấy cây keo. Đây, cây keo lá tràm, hay còn gọi là cây tràm bông vàng. Cô bác thấy nè, nè nó bự dữ lắm rồi cô bác. Để đo coi, 1 gang, gần 2 gang đó cô bác. Có thấy bự khủng khiếp không? Thì ở đây là nó che ruộng đất quá, rồi thành ra cưa bỏ luôn cô bác. Đây, thấy nè ha, nhóc chân dài 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 đẳng đó. Cưa bỏ hết, thành ra bây giờ cô bác mới thấy trống vậy, cho thật ra là nó giống như đằng đó vậy đó, cây cối kín mít dài lại đằng này luôn. Nhưng mà cái này không nên thăng lên hình chứ, đó trồng chơi vậy thôi. Đó nè, tùm lum tùm la trơn nè. Đó, bây giờ cũng hết đường đi luôn. Rồi, cưa bỏ ở đây. Đó. Đáng lẽ mình đi dài dài lại đằng vườn đó chơi, nhưng mà nhặt cái bích đường cô bác ơi, cây cối này bây giờ bích đường hết đi được rồi. Còn dưới đây là đất ruộng thì người ta đã xới hết rồi nè, xới để trục gốc gạ. Bây giờ nước ở trên đồng có không tới 1 gang nước nữa, có nghĩa là chưa tới 2 tấc nước. Thành ra là gốc gạ khi mà người ta cắt lúa rồi đó, còn gốc gạ đó, cái nó lên lại, cái nó trổ bông rồi vân vân, thì người ta gọi là lúa chét.
thì lúa đó bây giờ dịch nó đã ăn xong rồi, thì thành ra là người ta xới bỏ luôn để nhận gốc gạ, để cho nó không có bị ngộ độc hữu cơ cho lúa sau này. Ở phía trong thì ở đây là mình có một miếng, hai miếng, ba miếng khuất trong kia nữa, gần tuốt ở trong kia miếng nữa, là ba miếng này nó giáp ganh với nhau. Chỉ còn một miếng này nữa của Tư Thợ Nấu gáp vô nữa là mình thành nguyên một cái khu vuông rồi đó cô bác. Nó giống như vuông. Thì ở đây ba miếng này cộng lại cũng ít thôi. Ba miếng này thì 11 công. 11 công tầm cắt thì nó chạy ra khoảng 14 15 công nhà nước gì đó. Ba miếng này. Rồi trên kia, rồi trên kia nữa. Mình tự tượng trưng vậy thôi, tại vì cái công của nhà nước á, là có 1.000 mét vuông thôi, trong cái khi cái công cắt của cái dân miền Nam của mình thường tính á, là cái công 1.296 mét vuông, là mình làm tròn khoảng 1.300 mét vuông đi thì mới tính một công. Của công nhà nước á, một công á, là 1.000 mét, còn công của cái dân cắt á, cái dân miền Nam mình là 1.300 mét vuông, thì khoảng cỡ vậy đi cho nó gọn. 296 thì mình làm tròn là 1.300 đi, 1.300 mét vuông, từng mét vuông 1.300 mét vuông mới là một công. Đó. Thì ở đây là mình 11 công dân miền Nam đó, thì chạy ra chắc khoảng 14, 15 công của nhà nước gì đó. Còn cái đó gì, cái xóa đi. Đó. Trong đây thì nó cũng bao la lắm. Ví dụ như cái miếng này đó, thì mình chạy tới hết cái bạch đằng đó, bạch đằng đó cũng là của mình luôn đó. Ở đây chạy vòng tới cái bạch đằng đó ha, là hết một miếng này, rồi từ đó vô trong bằng với khoảng cách từ đó vô đây là một miếng nữa, rồi từ đó chạy dài xuống dưới kia một miếng cũng tương tự như cái miếng này nữa, và ba miếng tương tự với nhau đó cô, cũng như cái miếng này đó, thì mình từ đây tới cái bạch đằng đó, miếng này là gần như là nó vuông, là một miếng vô kia một miếng nữa, dưới đó một miếng nữa đó. Rồi vậy là mình tham quan chơi chơi vậy cho biết, sao giờ đang lẽ lội dài dài mà bây giờ cây cối rất chịch rồi cô bác, lội không được rồi, sao chắc là mình trở xuống nha, coi như xong miếng này đi. Đi đồng chơi mà dẫn cô bác đi chơi thay đổi không khí, trở xuống tiếp tục nha. Bơi ra này là rau muống nè, ở quê hái rau muống ăn cũng được luôn. Đây rau muống nè, rau muống nè. Anh đến thăm em mùa vui bên biển, nụ hoa muống biển rung rinh, con sóng vô tình chào em. Biển sóng hát ca, biển sóng hát ru, gió ru con thuyền về. Lâu quá cái bài này quên mất tiêu rồi cô bác, chuyện tình hoa muốn biển, bỏ hát mười mấy năm nay bây giờ quên hết rồi. Anh kể chuyện tình về biển em nghe, có loài người có tên trước biển và không ai gọi biển như bây giờ, có chàng trai tên biển cùng yêu thương, có muốn chẳng tình. Rồi, con tay một hẳn nó tấp tấp vô hoài, có chịu khó nha, bơi ra trước để tấp vô cái chạy không được. Rồi. Biển mãi mê bơi tìm luồng cá, con nước vô tình cuốn biển trôi xa, muốn âu sầu rồi chết bên bờ, đợi gọi tên từ đó loài hoa muốn gì, đợi gọi tên từ đó. Rồi tới đất ruộng mình nữa đó, chơi nha, cái đất này chắc lội được nè, tại cây ở đây thì chưa đốn. Không biết đậu chỗ nào,
gây nhiều chuyện, hồi trở xuống cái xuồng mất tiêu. Cái chuối à, cái cả. Đất ruộng của mình mà cả năm nay cô bác ơi mới ghé lại lần. Hồi ghé lộn đất ruộng người ta tưởng mình đi cướp đất, người ta giết mình chết. Đây là đất ruộng, ở đây là chưa có sới nào quá. Còn đứa chết này. Đứa chết đó. Mùi mà non hương tóc em, biết bao kỷ niệm nhớ lại phút xưa. Học như không. Ở trên này thì mình trồng xoài. Xoài này là xoài Đài Loan của bác. Ôi ôi, có ông khủng khiếp ạ. Ở đây hầu chắc nó bằng thịt luôn, ngu quá. Ô, ông quá bự của bác ơi. Ghê trời. Trời ơi, chỗ ông kìa. Trời ơi, chỗ ông giỏi vẻ của bác ơi. Một, hai. Ghê quá. Sao mà ghét như chăng ổ ông. Của ông này đường kính là khoảng 2 gang đó cô bác. Là khoảng 4 tấc đó, chiều dài nó khoảng 4 tấc có hơn nữa. Ghê quá. Mấy con này đánh nguy hiểm lắm nha, tại cái số lượng nó đông dữ lắm. Hồi trước đó, nó có làm xích đằng kia một lần rồi, nó bự hơn cái ổ này nữa. Mà mình lấy thuốc cỏ mình xịt nó để cho nó hôi nó bỏ đi á, chứ không có đốt nó, sợ nó chết tội nghiệp. Cái thuốc cỏ xịt nó bỏ đi rồi ai về, nó bây giờ nó lại đây nó làm ổ nữa. Trời ơi, trên này có ông sắt nữa nè. Cái xoài này sao khủng khiếp vậy. Nhìn cô bác coi ông sắt này nè. Ông sắt là cái con ong mà nó vàng vàng á, nó giống như là cái màu đồng vậy đó. Nó nhỏ con thôi nhưng mà nó đánh cũng khủng khiếp, đánh cả như trời giáng vậy đó. Còn ông vò vẽ này có thể đánh chết người nè. Vò vẽ này nè, nó đánh là chừng 4-5 vít, có nghĩa là 4-5 con mà đánh mình đó cô bác ơi là có thể nhập viện đó. Ông cái này ra ra ghê quá. Mấy cái xoài nó quá ong. Xoài nó luôn. Cây trơn là ai trồng cái xoài cách mình trồng á. Cái này trồng lâu lắm rồi, mấy cái đợt rồi á hái á, thì cũng được vài bao xoài mà bỏ quan thế luôn rồi. Cái xoài thì cũng bự lắm nha. Nè cái xoài nè, có coi nè, bự lắm nè, bỏ quan thế. Hồi đó thì mình trồng chuối dài dài đây nè, nhưng mà theo thời gian giờ chuối cũng không còn nữa. Mà giờ mấy cái cây bạch đàn nè, cô thấy nè, to dữ dằn. Bạch đàn cao ngu ngút qua trên. Hồi đó trồng nhiều lắm, mà từ từ mình xài riết rồi, cũng còn ít thôi. Dưới này là gáo. Gáo nè, gáo cổ thụ thật. Xưa thật là xưa luôn. Và những cây bạch đàn rồi dân dân, thẳng băng ha. Đây là cây chuối già cui hay gì nè, còn sót lại nè. Hồi đó mình trồng dài dài được trơn luôn, nhưng mà bỏ quan phế riết là mình không có chăm sóc nó nữa. Gió đưa gió đẩy bây giờ gãy cái nhánh xoài. Đây, hồi ôi ở đây còn sót lại một cái cây chuối già cui nè. Cây chuối cuối cùng nữa cô bác ơi. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Bỏ bầy con thơ chứ, con thơ tay bế tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông. Có nghĩa là cuộc sống kham khổ. Chồng bông đi bán á cô bác ơi. Con thơ mà tay bế tay bồng, rồi tay dắt mẹ chồng nữa. Sao mà đi dắt cái này giống như đi chạy nạn vậy ta. Ôi ôi, chú chín kìa. Chín cây luôn cô bác ơi, không có đem cái gì theo trơn rồi. Sao giờ, cái này là của mình nha. Rồi zoom lên. Chúng chưa. Chú chín bói đó mà không đem theo gì trơn rồi sao giờ. Trái chuối đang thui luôn kìa. Trái chuối thì nó không bự lắm tại nó đẹp quá rồi. Nhưng mà nó già thì chắc già dữ lắm rồi, tại chín bói mà. Đó của mình đó nha. Hay ở đây còn được bụi chuối sáp nữa nè. Đất ruộng của mình bây giờ nhìn không ra luôn cô bác ơi. Khủng
khủng khiếp quá, nó như cái đám gừng vậy. Đùa giờ nói gì chứ, nội cái giường ở bên kia không mình quản lý không hết, rồi 4-5 miếng ruộng, 5-6 miếng ruộng này rồi sao nữa, thành ra mình bỏ luôn. Mình chỉ cho mướn là cho mướn ruộng á cô bác. Người ta làm ruộng một năm thì khoảng 3 triệu đến 3 triệu rưỡi một năm, thì ở đây người ta có thể là làm một năm 2 vụ 3 vụ gì cũng được. Cái này mình cho mướn năm, thành ra năm người ta làm 2 vụ cũng được, 3 vụ cũng được, thì số tiền vẫn nhiêu đó. Nhưng mà làm riết rồi cũng đâu có lời lớn như cô bác ơi. Bây giờ làm ruộng khó khăn lắm. Này cây chuối, cây chuối nào có buồn rồi cô bác ơi, mà nó cũng hư luôn rồi, có nghĩa là nó đã chín rồi, nó ấy luôn rồi. Hồi ôi, còn được bắp chuối nè, chuối này chuối xiêm nha, bắp chuối này ăn được nha. Còn bắp chuối, còn cái này cây sậy nè, người ta nói ốm nhôm nhách như cây sậy là cây sậy này nè, cây sậy này cắm gò nãy nè, của nãy mình nói nè, cây sậy đó, loại bùn dơ băng lao lắp xuyên đêm đó, lao lắp cái sậy này là cũng bà con ở bên trong nè cô. Ngày xưa ở đây tới cái mùa mà làm ruộng á là đi đốn những cây sậy này nè, đốn những cây sậy gì nè để mình cắm gò, đốn không biết bao nhiêu cây mà nhiều lắm để cắm, tại vì số lượng đất cũng khá khá đó, thành ra đốn nhiều cực lắm. Rồi có bụng chuối chín rồi sao đây, mà bỏ đi. Ồ, bắp chuối luôn nha, nó nhỏ này đi, bên kia là cái nhà của mình đó. Cái này đối diện bên nhà mình đó, chứ đâu xa gì đó, mà tại không qua đây. Trên này có còn buồn nào chín bói nữa không nha. Chuối này hình như là bên này là chuối cao, có bắp chuối nữa kìa. Kìa kìa. Ôi ôi chuối sáp kìa quá. Ôi có buồn chuối sáp già, thiệt là già luôn kìa. Chà bá luôn kìa. Khuất ở đây rồi, chắc không thấy quá. Ôi chuối sáp chà bá luôn. Nó kìa. Nó thấy à. Tưởng tượng vậy đi, không nói dốc đâu. Cái này là qua đất của hàng xóm rồi nè. Thì bên này là có dừa, dừa trái trái dừa. Bên này cũng là dừa trái trái dừa luôn, dừa trái dữ ha. Dừa tốt quá mà. Nó dài dài đằng kia, tại vì dừa này á, ở dưới sông người ta múc lên cái nữa, thành nó tốt dữ lắm. Còn dưới này là gốc gạ, gốc chét nè. Lúa chét chứ không phải lúa xạ nha cô bác. Rồi đất ruộng của mình nè. Hồi đó mình còn làm á cô bác, là mình dọn trống lỏng trơn à, chứ không có cỏ gì. Cái mình bỏ mười mấy năm nay mình không làm á. Thành ra nếu như mình làm lại thì mấy cây gáo này mình cưa bỏ hết, nó trống trải gọn ghẻ. Bây giờ quá xa luôn rồi. Lao lách không. Nhiều khi á cô bác cũng không có dịp mà keo coi lại những cái bụi lao lách này đâu, chứ không phải chuyện chơi đâu. Bây giờ lao lách này thì người ta đã gần như là người ta đã triệt hạ hết rồi, chỉ còn ở quê như vậy mới có thôi. Ngày xưa là cò chim trong những cái bụi lao lách này cô bác, người ta bẫy cò bẫy chim, hoặc là ôi ôi trong đó có một cái buồng chuối sáp cô bác ơi, để zoom lên, buồng chuối sáp chín hạt trơn luôn rồi, cô bác thấy không ta, đúng không ta, mình zoom đúng chỗ không, buồng chuối sáp chỗ nào xa quá hết thấy à, buồng chuối sáp mà chín trơn nguyên buồng luôn kìa. Còn cái buồng chuối bự bự hồi nãy là mình nói là ở bên này nè, mà nó khuất rồi không thấy được. Nói chung là nãy xách cái dao theo á thì mình cũng được vài buồng chuối rồi đó, mà chuối như cái buồng này á, buồng này nó chín hết 2/3 thì cái này dồi không ăn không được. Có cái buồng bên này nè, nó mới già nè, nó già đen à, thì có thể ăn được, mà nó khuất ở trong mà cô bác không thấy. Lao lách lội bùn dơ băng lao lách xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ước lành mềm, chim muôn buồn rủ nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vườn gọi nhau. Nào nhưng khi ôm thép súng tê tay, đắm mắt theo bao hư áo thơ sai. Nếu mình đem dao theo thì mình sẽ đốn được một buồng bên này, một buồng chuối sáp này, một buồng chuối xiêm chín bói đây. Còn cái buồng chuối chín 2/3 đó thì cái đó hết xài được rồi. Cái đó dội không? Rồi.
chắc này chạy xuống của bác rồi. Cây bạch nặng bự khủng khiếp hả? Tổ bố đó. Ôi, ở đây mình có cây mai nữa nè, xong mà có cây mai mọc trên đất mình không thấy ta. Cây mai nè. Ồ. Cây mai nè. Ồ. Mai cũng bự quá rồi nè. Mai này cao cả 2 mét rưỡi rồi. Ở đây cây bạch đàn. Nó mình trồng ra nhiều lắm. Nhưng mà từ từ sử dụng bớt rồi. Bây giờ cây thì sử dụng không có được tốt giống như là sắt của. Bây giờ sắt thép thì nó bền hơn. Còn cây bây giờ thì toàn là mấy con mối nó ăn không. Cái này là cái gao gì? Cái gì mà để người ta ăn thịt bò? Lá lốt. Lá lốt nè cô á. Hồi đó thấy đại mấy cây mà bây giờ nó lên như cái gừng. Lá lốt này để người ta nướng thịt bò đó. Tại vì trơn nè. Này là mấy cái cột điện của nhà mình tự trồng luôn nè, tự mua về trồng. Kéo từ ở dưới nhà để xe dưới kia, kéo lên trên này là đường điện là khoảng 500 mét, còn cái đó đi tắt mà 500 mét thôi. Còn đi đường vòng thì xa hơn, đi đường vòng thì mình ra ngoài kinh xong rồi quẹo ngược ra đây, còn đi đường tắt thì mình đi sắn ngang. Mẹ biết bây giờ ngồi có mai mọc này. Mai mọc ngoài đồng nè. Mai trồng ruộng luôn, ốc luôn cô bác ơi, bắt ốc luôn. Đậu hũ mà bắt ốc luôn nè. Ốc là ốc bu vàng. Ở quê thì có nhiều loại ốc lắm. Ốc bu vàng nè, ốc len nè, ốc gạo nè, ốc đá nè, ốc lát nè. Ui tùm lum ốc trơn, mà có con ốc bu vàng này là khủng khiếp nhất. Nó ăn lúa dữ dằn luôn, mà nó cũng là cái nguồn lợi nhuận để cho cái người dân người ta mà có công ăn việc làm vào mùa nước nổi. Đây nè, cây keo lá tràm nè, cái cây hồi nãy ở dưới kia đốn nè, của bác bà lỗi cây này nè. Cái keo lá tràm hay còn gọi là cây tràm bông vàng. Cái này thì người ta sử dụng để mà lấy lá là chủ yếu, cái đó theo ngày xưa. Rồi sau này người ta lấy thân để người ta nghiền, rồi lấy lá nghiền để chi cô á, rồi để làm giấy. Rồi cái bây giờ thì người ta sử dụng cái thân của nó để làm bàn ghế đồ vân vân, tại vì cái thân của nó, cái gỗ nó lên cái dân hay hơn là cái dân của cây bạch đàn nữa cô. Cái gỗ của nó có dân, có dân vàng vàng rất là đẹp, thành ra sau này người ta tận dụng nó để làm bàn ghế đồ vân vân, nó lên dân rất là đẹp. Ở đây là mình thấy là có mai nữa nè. Mai giữa đồng luôn nha. Đây mấy cây bạch đàn cao khổng lồ nữa nè, hết hồn. Cây bạch đàn này cây chắc đã 20 mét hết trơn, ghê gớm ha. Cái này đi ra tầm lang thang. Ở đây thì yên tĩnh hoàn toàn hết cô, không có tiếng xe tiếng cộ gì chứ. Ở đây là ruộng, mà tại vì mình không có cái nhu cầu để mà sử dụng, thành ra cái miếng ruộng này nó nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn hơn. Thì mình có thể cuốc cái miếng ruộng này lên để làm một cái giường nhỏ nhỏ hết cô. Cái miếng này là khoảng hơn 3.000 mét vuông thôi. Cái này khoảng hơn 3.000 mét vuông, 3.000 mấy mét vuông. Thì cái miếng này từ ở đây là giáp cái bờ đó của người ta đó cô, chạy cùng cái bờ chuối đó đó, quẹo lên đây, quẹo lên đây. Miếng này là miếng vuông hết cô, thì mình có thể cuốc cái miếng này để lên giường rồi vân vân. Nhưng mà thực sự thì cái miếng giường ở bên kia khoảng 8.000 mét vuông thì mình đã làm không kịp rồi, thêm cái này nữa là thua. Thành ra cái miếng này mình bỏ chơi chứ làm ruộng thì miếng này nó cũng nhỏ cô á. Giống như cô bác ở trong cái khu Kinh Bắc trong kia là người ta làm một miếng là mấy chục công không. Còn ở khu vực của mình á, cái miếng ở đây là nhỏ không, 3 công, 5 công, 7 công, 10 công. Còn miếng người ta là mấy chục công. Đất ở đây thì nó mảnh hơn.
mà đất hiện tại ở đây thì nó cũng có giá trị của, có nghĩa là đất bây giờ thì chắc cũng khoảng từ 150-160 triệu ăn lên theo cái giá hiện tại. Còn có những khu xích ở trong kia thì người ta 500 triệu một công cũng có. Tại vì bây giờ lọt vào những cái khu quy hoạch quá nhiều á, của thành ra là đất nó lên kinh khủng khiếp đó. Mình nói 150-160 triệu là nói cái giá mà để đề phòng đó, để nổ quá đó. Chứ bây giờ đất ruộng á, nếu mà tính cái giá trung bình đó của là chắc cũng cả 200-300 triệu một công, 200-300 triệu một công. Thì nếu cô bác chục công đất á, thì cô bác cũng nắm trong tay là khoảng 2-3 tỷ à, phải không? Thành ra nông dân bây giờ tuy mang tiếng nông dân nhưng mà thực sự thì cái bạc tỷ đối với cái người nông dân á, thì nó cũng không có đến nỗi khó lắm. Tại vì ở quê ai cũng có đất, người có ít người có nhiều, chẳng qua là mình không có sử dụng có mục đích này, mình bán để mình lấy cái số tiền đó mình làm chuyện khác thôi. Chứ ngày xưa ở đây thì ai cũng có ruộng đất hết, theo thời gian thì bán qua bán lại, người mục đích này người mục đích khác. Còn mình ở đây thì đó giờ đất đó thì vẫn còn nguyên, có thêm chứ không có bớt. Rồi đi chuyển luôn tới cái câu ông ấy ghê quá. Cậu ông nhìn thấy khủng khiếp không? Nó đi khom khom dưới này đi, ghê quá, khủng khiếp chứ. Ở đây là chuối nè, mà đó ở đây là mình trồng là không, rồi ở buồng chuối này nó chín, chín chân luôn cô. Để mình zoom lên cô bác xem nha, thấy gì không biết. Nó chín hết trơn rồi cô bác, còn được có mấy nải nữa. Chuối này cũng ăn không có được luôn, tại vì này dồi không, thằng thà nó còn xanh xanh thì mình đốn về mình vú thì nó không có dồi. Còn nó đã chín tùm lum hết trơn rồi thì dồi nó đã gần nở hết rồi, cũng không sử dụng được. Rồi đó thì cô ông ngay chỗ này đó, chỗ này hay là chỗ đó gì quên mất, cô ông bự đó rồi. Chứ mình mới lấy thuốc, thuốc cỏ mình xịt, tại vì lấy thuốc sâu xịt đó thì sợ nó chết, xịt thuốc cỏ đi cho nó hôi nó bỏ đi thôi. Cuối cùng nó bỏ đi, bây giờ nó làm chỗ khác nguy hiểm cho người ta. Ôi ôi, cái buồng chuối nè, buồng chuối này nó cũng chín hết trơn, còn cái cùi không kìa. Đâu còn được rồi, bắp chuối nè, được cái bắp chuối nè, xoài đây. Mấy cây gáo này định cưa bỏ luôn quá, để chừa lại nguyên một hàng kinh này, còn xoài không thôi. Này cũng như là bỏ quan phế rồi đó. Xoài, xoài bên này là mình trồng hình như là 19 cây. 19 cây, cây nào cũng có trái hết. Nhưng mà qua đã có trái xoài rồi. Đây cũng bự ha. Nó thấy nè. Đây là chuối sáp. Ở đây là đó là mình trồng như có mấy buồng chuối già cui đây nữa nè. Chuối già cui nè, chuối già cui. Bây giờ cui thì cái cây nó đen đen, nhìn có thể dễ nhận ra. Ở bên này là hàng xóm mình là trồng sen đó quá. Ở bên trong là ao sen mới trồng lại. Ngọt bưởi nữa kìa. Để anh zoom lên cô bác xem. Thấy không ta? Bưởi, chuối rồi vân vân á. Thì đất mình giáp mí với cái bờ chuối đó cô. Chỉ dài là cùng bờ chuối ngoài kia luôn. Vuông, miếng này miếng vuông. Miếng này lên giường thì cũng tốt lắm, tại vì cặp kênh nè, đối diện với cái nhà mình bên kia luôn. Nhưng mà mình không có nhu cầu. Hoa, hoa cúc dại. Gáo nè, gáo trắng. Cái này thuộc dạng là mình bỏ hoang rồi có đâu, thành ra nhìn thấy nó tùm hết trơn á, không có cây nào ra cây nào chứ. Mấy cây gáo này, cây gáo này có ai mua mình cũng bán luôn, để dọn cho nó trống hết luôn, chỉ chừa lại xoài ở trên bờ kinh này thôi. Chuối ấy thì chặt bỏ hết luôn, chỉ cho chừa xoài thôi. Một hàng xoài dài tới nè, có thấy nè, xoài nè, khoảng 3 mét mình trồng cây xoài, 3 mét trồng cây xoài, bây giờ nó có trái hết rồi.
dài đắng, cô có thấy xoài. Cô ở dưới là gáo, ở khớp giữa là bạch đàn. Còn ở trên bờ là chuối, nó mình trồng là có thứ lớp nha, chuối, xoài, bạch đàn, gáo, bốn lớp ha. Thì bây giờ chuối đã nguội tàn hết rồi, tại vì mình bỏ hoang phế giết rồi, nó không còn nữa. Còn ở trong là ruộng lúa nè. Ngày xưa những cái mùa này cô bác ơi là đi giăng lưới. Ngày xưa cá dữ lắm, giăng lưới ở trên đây nè. Đó. Ngày xưa giăng lưới bắt cá gô, cô bác thấy cá ngớp nhóc trơn nè, cá gô nè. Cô bác thấy ở dưới đó nè, nước đó. Cá ngớp nhóc trơn ha. Dài dài đó kìa, cô bác nhìn ở đó dễ thấy hơn. Ngớp diện vợ mặt nước trơn ha, zoom lên chút xíu nha. Dễ thấy hơn ta. Cá ngớp nhóc trơn ha. Ngày xưa là đi giăng lưới cô bác ơi, còn bây giờ giăng tàu hũ. Bây giờ kể xuống nha. Xuống kinh. Xuống luôn. Đi chơi. Ở đây hồi âm nó quánh chết queo. Cái nhà hàng xóm của mình ở dưới sông nhìn lên thấy ghê, mà trên bờ nhìn xuống cũng thấy ghê luôn. Tại vì mình không có làm ruộng cái cỡ mà mình còn làm ruộng mười mấy năm trước đó cô bác, là mình dọn rất là sạch sẽ luôn, dọn tương tự như ở bên vườn của mình vậy đó. Nhưng mà sau này thì không có còn làm nữa. Thôi ra ha, có một tay tội nghiệp hết sức. Chạy lại ra đi nữa nha. Rồi hết chạy luôn rồi. Cô bác biết sao không? Tại mình có một tay đó, cái mình giật nó không có hết cái chớn, nó không chạy. Rồi chạy nha. Miếng đất rồi, vừa rồi mình tham quan đây nè. Bên vườn của mình, khu vườn của mình nhìn từ sông. Trên bờ nhìn xuống thì nó đẹp hơn á, dưới sông nhìn lên thì thấy ghê. Ở đây những cái đống trà người ta chắc nè, để bắt cá nè. Đó, khu vườn của mình. Tới cái cano đó là hết cái vườn của mình rồi đó. Ở đây ta trồng chuối nè, chuối dữ dằn ha. Chuối già cui đó buồn nhóc trơn. Còn mấy cái xanh xanh này cô bác thấy á, là người ta đặt vớn để bắt cá nè. Xanh xanh này nè, đó, là những cái vớn nè. Có cua ở trỏng rồi nhóc trơn đó cô bác thấy ha. Ở chuối à, chuối buồn nhóc trơn kìa, chuối già cui. Lâu lắm rồi mới đi lại con đường này. Cô bắt vào cái series sông quê á, mấy con đường này mình đã chạy giáp hết. Cái kênh YouTube của mình Thuận Điền CT, rồi vào danh sách phá, rồi vào cái series sông quê, hoặc là trên những dòng sông quê đó cô bác. Rồi mình đã trải giáp hết những cái con kênh này hết. Cảnh đẹp lắm, như cái cảnh này cô bác thấy nha, đẹp tuyệt vời ha. Có những phim mình ghép nhạc, rồi những phim thì nói chuyện ghe chiếu Cà Mau đó cắm sào bên dòng sông ngã bãi, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào cửa. Giữa...
cô đã quá kính tự hôm nào. Tôi giác đôi chiếu bông từ giữa dạm sông lên sớm rậy, chiếc áo nhuộm bùn đã lắm tắm giọt mồ hôi. Nhà của em sao tuyết vắng tanh, trong gió lạnh mùa đông, bỗng ai dạo lên khúc nhạc buồn như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thế thảm. Con kênh này thì còn khá là hoang sơ, nghe nói người ta sắp múc nữa rồi đó, có nghĩa là ta sắp cải tạo rồi, người ta đem cua be máy móc nữa, người ta múc để cho nó sâu xuống. Tại vì cái mùa khô thì nó cạn lắm, bây giờ mùa nước mình thấy gì đó, cái mùa khô thì nó cạn lắm. Cô đã đặt đôi chiếu bông dài 5 mét. Trời ơi, đôi chiếu gì mà tới 5 mét chỉ là thôi cô bác ơi. Rồi, bắt đầu mình dẻo vô nha. Đường kinh trong này, thì ở đây là toàn là đất ruộng không cô bác. Cặp bờ kinh đó thì người ta trồng chuối, trồng dừa rồi vân vân. Chuối nè, chuối bây giờ bán cũng khó, cô bác ơi, bán không được. Tại vì ở chỗ mình á là cây ăn trái không. Đó, ở trên bờ như cô bác mình thấy là người ta trồng ổi nè, ổi người ta bọc trắng 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 nè. Đó, trồng ổi đó. Ổi không ha. Quá xa ổi luôn. Rồi đó mình cũng trồng ổi cô bác. Ổi giữ dàn trái luôn mà cuối cùng bán không được cho 2.000, 3.000, 5.000 trái. Có một ký. Bán khó lắm. Tại vì ở quê của mình ai cũng trồng được hết trơn, thành ra là nó không có giá trị. Rồi tới đất ruộng mình nè cô bác ơi. Ôi chuối nhóc buồn trơn kìa. Ôi ôi lên buồn trơn kìa cô bác. Ôi không có đem dao kéo trơn rồi sao. À có dao, có dao, có dao nha. Nè siêu dao nè, cắt buồn chuối về liền. Này, coi chừng lộn đất ruộng của người ta, mình vô mình cắt cái buồn chuối người ta bằng thịt mình. Tiêu rồi con chuối quá già luôn quá. Rồi, một năm trời mới lên ruộng một lần, mình bự con quá thành ra cái buồn chuối nó cũng bự theo. Bùng trong buồn chuối về chấm cho bỏ vài bữa là nó chín gục bỏ hết chưa. Đằng đó mấy buồn nữa kìa, mà thôi cái này nó sát kinh rồi, đốt buồn về chấm cũng được, nhiều quá cũng không biết làm gì. À, bây giờ lên nha, rặng chăm bầu rồi cô bác ơi. Ồ, trời ơi hiếm lắm cô bác mới gặp lại cái bụi chăm bầu. Nguyên cái khu vực này gần như chỉ còn có miếng đất mình là còn cái rặng chăm bầu thôi. Để nhích lại cô bác xem cái rặng trăm bầu nha. Hiếm lắm ạ. Rặng trăm bầu. Trăm bầu á cô bác, mà tới cái mùa mà nó ra bông ra hoa đó ha, nó thơm dữ lắm luôn. Đây, cái bông trăm bầu đây. Xin hỏi rằng có ở nơi đâu. Giấc này hát hết nổi rồi. Thoảng ngát hương xa của rặng trăm bầu đó cô bác. Nổi là thằng giọng rồi. Lâu lâu quay lần lần cái âm thanh của mình nó không có được như xưa. Ngày xưa quay riết rồi, nói chuyện riết nó cũng quen. Bây giờ lâu lâu quay lại cái nói chuyện nãy giờ có mấy chục phút mà nó thằng giọng rồi. Giống như cái máy mà lâu lâu mà chạy lần lần đó cô bác ơi, nó không có được như chạy thường xuyên. Ráng mình quay để mà duy trì cái kênh thôi. Lâu lâu up lên phim thì cái kênh của mình nó không có bị tuột sức nữa. Có nghĩa là cái kênh còn hoạt động á cô, cái kênh không hoạt động là mất sức nữa, mất số lượng quá nhiều. Ồ cô bác thấy nè, ốc bươu vàng nghe con chơi nè. Ồ nhóc con chơi nè, ốc bươu vàng nè cô. Đây nữa nè, nghe con chơi nha. Ốc bươu vàng đó, ốc bươu vàng nó ăn cũng được nữa cô, ăn giống như ốc của mình ngày xưa. Không có cái chỗ mà buộc luôn, buộc vô cây trăm bầu này đi. Cái cây trăm bầu này đó là mình không có chặt bỏ cô bác, là để cho nó còn một cái kỷ niệm gì đó. Chứ ở đây là gần như là người ta đã chặt phá bỏ hết rồi.
còn phải gần trăm bầu nữa thôi. Ồ, ở đẳng có chuối rồi đó nha. Thì ở đây là hai miếng cô á. Miếng mình kia 7 công, miếng này 5 công hả? Rồi đó mình trồng chuối ở đây nè. Ôi ơi cô bác ơi, chuối già tựa lưa tùm lum, chứ không phải hồi nãy đem cái dao cái gựa gì theo ha. Để chút xíu dẫn cô bác già lại đó nha. Ở bên trong nè, cái này cho mướn à, chứ mình không có làm đây. Để trở lại đây hình như là có mấy cái buồn chuối ở đây nữa nè. Cả năm mà mới trở lại. Có bị lộn đất không biết. Dưới sông nhìn lên thì thấy mấy cái buồn chuối ở đây nè. Thầy bích chịch đó. Thấy đường rồi. Đi chỗ chỗ ở đây coi. Không được không có ơi. Đi lũi lũi trong đó. Ngồi ông đánh chết nè. À, có buồn chuối nè. Ở đây con buồn chuối kìa. Có thấy ha. Mình, trên đầu mình có con buồn nữa nè. Buồn này cũng già rồi nè. Lũi lũi vô đây. Ông nó đánh mình nói xong luôn nha. Ồ, đó, dưới kia là có một buồn nữa kìa. Ồ, ở đây cũng nhiều lắm chứ. Cái này vui vui bữa nào chạy lên đốn nó để bỏ uống. Ở đây buồn thì nó còn hơi non non. Chuối này ra ruộng phải chơi chứ không biết làm gì. Mình cũng thu hoạch được buồn chuối hai ba nải gì đó. Ôi, sai rồi. Nên lẽ rảnh gan rồi lên đây chặt mấy cái chuối này bỏ để cho nó gọn ghẻ là mình làm biến rồi mình bỏ luôn. Ngàn trăm bầu. Hồi ở đây con buồn già khăn nữa kìa cô á. Ồ, già khăn á. Bữa nào rảnh rảnh là lên đốn bữa. Quá nhiều chuối rồi. Để bỏ hết trơn cũng nhiều. Quá sáng rồi. Cái này cái gừng với cái ruộng gì. Ôi ôi rau muống kìa. Tốt hết sức ha. Rau muống đồng hả con. Cái này xuống đó mình hái về. Cái bắt đầu cái mình bứt gỏi. Rau muống đồng. Rau muống. Mình lại hát bài chuyện tình hoa muống biển. Cái này là chuối sáp cô bác ơi, chuối sáp mà mới ra được có ba nải là người ta rứt cái bắp mất tiêu rồi. Còn ở ngoài này thì hồi ôi cái buồn chuối sáp này già lắm rồi nè. Zoom lên cô bác xem nha. Đó. Buồn này thì già lắm rồi, zoom maximum rồi đó. Ôi ôi đằng kia mấy buồn nữa kìa. Chuối sáp. Tại vì ở đây á có một số người người ta đi mà chọc cái bắp chuối á cô bác. Thành ra có bắp chuối người ta gạch bắp chuối là người ta chọc thôi. Làm ra là mới ra một hai nãy thì người ta cũng chọc luôn. Sẵn dịp người ta chọc luôn. Này, có buồn nữa nè. Ồ, cái buồn này già nữa nè cô bác ơi. Chuối sáp nè. Này già nữa nè. Cái này là của chúng mình nha. Ôi ôi ngoài này mấy buồn nữa nè. Ồ, buồn này cũng ú nu nè. À, chuối này của chúng mình đó nha. Ờ, trên này có bắp nữa nè. Nói gì chứ ruộng đất bỏ hoang rồi chứ lâu lâu mình lên mình đói đói mình lên mình cũng kiếm được vài buồn chuối ăn chứ bộ. Chứ mình trồng ở tuốt cho trên trời mây nè cô bác ơi, đâu có ai mà giữ ở trên này. Phải không? Cái này chia sớt cho bà con. Ôi ôi đây được buồn nữa nè. Cái đó mình đem toàn là chuối sáp mình trồng trên này không à. Mình ra đây là nguyên cái vạt là chuối sáp không à. Có lọt mấy cái cây chuối ngự rồi là do thiếu. Rồi khúc đằng kia thì mình không có trồng. Đi dài dài chơi nha. Ôi ôi, cái dây thuốc quả này hay còn gọi là dây cứt quả.
cái dây này á, là để băng bó cho những cái người bị chặt xương, chặt khớp rồi vân vân á. Cái này với rau mương, với rau bợ, rồi bắt đầu đâm, rồi sao cho hơi vàng vàng ấm ấm lên, rồi bắt đầu đắp vào vết thương mau lành, bớt đau. Đây là mấy cây chuối cao trà. Chuối cao trà, chuối này thì không ngon lành gì chứ. Đây buồn. Ở đây cũng buồn buồn nữa nè, có không? Mà chuối này bán không ai mua luôn. Đã trồng cái này là một sai lầm. Để zoom lên cô bác xem mấy chuối cao trà nha. Chuối cao trà đây. Cái này là đi thăm cái khu rừng của chúng mình. Giáo cái khu rừng chứ không phải là cái khu vườn, quá âm trầm, thấy ghê luôn. Chuối chín thì cũng có ha, mà chuối sống thì cũng có luôn. Còn chuối này mà nó chín mà tới nó gục mà nó còn cái cùi không cũng có luôn nè, cô bác coi nè, nè chuối mà nó còn có cái cùi gì không nè, khủng khiếp không. Ồ, cái này làm cái hình nền được cả cái quần chuối này quá dữ nè. Đó. Trồng ruộng bao la, cái này hát hết nổi của bác ơi, khàn giọng rồi, chỉ nó dành hơi nói chuyện thôi. Cái phim nãy giờ cũng dài dài đó, mà tại vì cái phim của mình nó phải dài vậy mới gọi là phim của mình. Đây có mấy buồng chuối sáp nữa nè, cái gáo là bự khổng lồ. Chuối cao trà nè, cây này gần buồn này gần gần nữa mình quay cô bác xem, chắc đi chắc lọt xong luôn á, lọt xong đi văng cái máy luôn á. Nè chuối cao trà, ôi ôi dài chút xíu nè, mà thấy à, chuối cao trà nè, chuối này y chang như chuối cao thường của mình á, nhưng mà ăn thì nó hơi chua chua, thành ra mới gọi là trà, chuối cao trà. Trái dữ dằn lắm, trái nó khít trái chứ. Chuối cao của mình thì trái ít hơn. Ở trên chuối này tiếp luôn. Đây có buồn nữa nè. Cô bác nghe cái tiếng kêu đó là của cái con nhóc nhen. Cái nhóc nhen là cái con mà cái da của nó sần sần mà nó nhỏ bằng ngón tay cái vậy nè. Ô ô buồn chuối sáp nè. Và khăn nữa nè. Xem lên. Quá già luôn rồi. Và khăn cứ đế luôn. Trên nữa kìa, ở trên có buồn nữa kìa. Ồ, lứ của mấy ông nuôi vịt ông gào hay gì mà ông bỏ thôi. Đây buồn rồi lưa tùm lum hết trơn. Buồn bắp nhóc hết trơn luôn. Rồi tới đây là hết đất nhà. Từ đây trở lại đằng kia. Từ đây cái bờ xanh xanh kia. Mày ở đây. Thì ở đây là đồng ruộng không? Có cái con kênh nhỏ nhỏ nè. Bên kia người ta cũng trồng chuối đó. Có thấy là nhạc buồn chứ. Thành ra ghiếp là bán con không ai mua cô bác đâu. Đến đi dài dài đây cô bác mình tham quan. Ở đây là người ta trồng chuối già cui nè. Cô bác thấy nè, chuối già cui nè. Buồn chuối nhìn phát gầu hết sức ha. Chuối già cui nữa nè. Đi dài dài để coi chừng có chuối chín bói nữa. Chuối cũng chuối nữa nè. Cái này qua đất người ta chứ không phải đất mình đâu. Bên kia cũng là chuối luôn. Dưới là con sông. Cái này có nước phù sa đó. Phù sa nước nổi đó. Còn ở trong á là lưới két,
ở bên kia là người ta trồng sen đó cô. Lỡ là đi tới chút xíu nữa đi, đi tới miếng nữa nha, đi qua coi cái ao sen của người ta. Ôi ôi nhái nhặt con chân kìa nhái. Hồi ngày xưa cái mùa này đó cô bác là đi câu nhái đi câu nhái để mà cắm câu cá lóc á. Ngày xưa mà người ta làm ruộng trễ hơn bây giờ, có nghĩa là cái thời điểm này của ngày xưa là lúa mới chín, ngày xưa làm trễ ha, ngày xưa không có đê bao, thành ra cái vụ đông xuân người ta làm trễ cô bác. Bây giờ có đê bao lên bờ hết nè, thành ra người ta làm cái vụ đông xuân rất là sớm, thành ra là nó giật cái mùa hè thu lại sớm hơn mọi khi. Chứ hồi đó là cái cỡ này lúa là chín, mới bắt đầu chín thôi. Cái bắt đầu là nhái con chút chút như nãy đó cô bác, là đúng mùa của nó đó. Bắt đầu đi câu nhái, cái bắt đầu dạch dạch lúa này nè, cắm câu vô, cá lóc dữ dằn luôn. Và cắm là khoảng 10 cặn là ít nhất là cũng phải dính được khoảng chừng 2-3 con cá lóc. Cá lóc ngày xưa cá lóc khoảng chừng 3 ngón 4 ngón này cỡ này nè cô bác. 3 ngón 4 ngón như này. Nhiều dữ lắm luôn, ngày xưa cá dữ lắm chứ không phải như giờ. Bây giờ kiếm một con cá đỏ mắt luôn. Ở đây người ta trồng sen nè, sen đó, trong đầm gì đẹp bằng sen đó, sen, nó hoa sen chứ có cái hoa nào đâu. Thì dài này chuối nè, đất này là đất ruộng của ông chú mình, có thấy buồn chuối nè, chuối quá chuối luôn ha. Ở quê mà cô bác ơi, mấy cái chuối này bây giờ bán không được luôn, bán không ai mua, thấy lên thấy xuống. Mà cô bác thấy là chỗ nào trồng chuối cũng được chứ. Bây giờ cô bác cứ nhát cái cây chuối xuống là nó có buồn, nhát cây chuối xuống là nó có buồn nữa. Dễ lắm, bứng cây chuối trồng cái là nó có buồn thôi, rất là dễ luôn. Bên kia là đất của Tư Thợ Nấu đó. Đất của Tư Thợ Nấu từ đây chạy dài lên trên kia. Ôi ôi, mấy cây đu đủ siêu trái luôn ha. Để zoom lên cô bác xem. Nó thòng trái ha. Đất của Tư Thợ Nấu đó. Rồi. Giờ bên này. Sen. Trời ơi, lâu hồi trở lại coi cái xuồng mất tiêu nó kỳ lắm. Sen ha. Đây là chuối, chuối buồn, buồn chuối. Thôi trở lại cô bác ơi, tối quá rồi. Ồ, cái máy báo hết pin nè, để mình gắn cục pin vô nha. Hồi nãy biết lắm mà, có đem theo cục pin nè, gắn cục pin vô. Nên cái nha. Rồi tiếp tục cô bác ơi, gắn pin vô đó. Đi là phải có chuẩn bị vũ khí, nhiều khi cũng quên hoài. Buồn chuối nhìn dễ cưng hết sức ha. Không biết cô bác ở chợ làm sao chứ ở quê gặp chuối nhìn sợ gần chết luôn. Không biết xuống chút xíu coi, quay hình như trong trời không? Rồi. Rồi. Chưa. À. Đi nha. Chuối này cũng chà bá luôn, chắc là gió ù ù à. Ồ. Ù ù à. Nha. Ồn dữ à. Đồng sen. Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đê, từng lý trẻ xanh nghiêng nghiêng chiều hè, như bức tranh gợi tình quê đậm đà. Ở đây là người ta trồng, trời ơi, cái này hình như trồng cây bằng hay gì á, phải không? Cây này giống cây bằng quá, chắc cây bằng quá. Ta sợ lỡ hay gì, ta trồng nguyên hàng bằng này. Cái bằng á thì chỗ mình nó hiếm, cái dùng nước lợ với dùng nước mặn á, là cây bằng nhiều, còn cái dùng của mình á, thì bằng thì nó hơi hiếm. Cái bằng chua đó ngoại gửi cho con đó. Cô cháu gái đi lấy chồng xa, ngoại thương nhớ cháu, nó gửi cho cháu một trái bằng chua. Cái bài trái bằng chua đó hồi đó hình như là của Phương Hồng Thủy hát thì nghe cũng xúc động.
cua. Rồi, đất này mới tới đất mình. Đất nhà, không sao. Các nghe cái tiếng của cái con nhóc nhạn kêu đó ha. Nhiều khi ở phố mình nghe cái tiếng nhóc nhạn cũng chẳng ai đó. Về tới quê mới nghe được cái tiếng con nhóc nhạn. Thôi nó gần gần ở đây bắt con nhóc nhạn cho bác coi con nhóc nhạn. Để coi có con nhóc nhạn không. Ở đây thì ốc bưu vàng nè. Kiếm con nhóc nhang bắt cô bắt coi, nhiều khi có cô bắt chưa có từng thấy con nhóc nhang nữa sao. Em kiếm coi có con nhóc nhang nào gần gần này bắt tôi coi. Có rồi, có rồi cô bắt thôi, nhưng mà con nhỏ quá sợ cô bắt khó thấy quá. Rồi lặn mất rồi, rồi tội nghiệp nhỏ mắc lỗi gì nè, bắt con nhóc nhang mất tiêu rồi. Mới đây nó ủi đâu mất tiêu rồi. Ngày xưa mấy cái cỏ cỏ này cô bác, rồi bắt đầu người ta hốt nó lại thành cụm cụm, rồi bắt đầu người ta gọi là chắc mô. Rồi cái bắt đầu cái mấy cái con mà lương nè, mấy con cá nè, nó vô trong cái chỗ đó nó trú. Rồi bắt đầu người ta lấy đồ người ta xúc lên, gọi là xúc mô đó. Ngày xưa có con này con kia nhiều, còn bây giờ thì hơi hiếm mà. Bây giờ người ta chích điện này kia đó, thành ra nó cũng giảm cái đặc dớn này kia rồi đó. Cái cá mắm không còn như hồi đó nữa, chứ hồi đó cá nhiều lắm. Ngày đó thì nó còn con cá giống, tức là con cá mẹ, thành ra tới mùa nó mới sinh ra con cá con. Còn bây giờ con cá mẹ là bị bắt hết trơn, thành ra cá con tới mùa thì nó hiếm. Rồi đứng đây quay toàn cảnh cho cô bác tham quan nha. Dưới này là với cái con kênh nhỏ nhỏ nè, ở trên kia cũng là lúa chét nữa, có nghĩa lúa người ta cắt rồi người ta bỏ đó cô, tại vì cái mùa này mùa nước rồi, người ta không có làm ruộng nữa. Cái đê bao này thì nước nó không có tràn vào, nhưng mà người ta làm cái vụ ba giết rồi nó không trúng đó cô, thành ra người ta bỏ, người ta không làm nữa. Chứ ở đây có thể là bây giờ người ta làm ruộng được nữa đó, tại vì nước thì nó không ngập cái bờ đê này nổi, nhưng mà làm giết rồi đó không có lời, thành ra người ta chỉ làm hai vụ thôi, cái vụ ba người ta không thèm làm nữa, người ta bỏ đất không gì nè. Mà làm quá thì đất nó chai hết rồi cô bác. Mình làm có hai vụ là vừa rồi, để cho đất nó cũng nghỉ ngơi. Nó cũng nghỉ mệt nó chứ. Nó làm giết rồi nó hết chất dinh dưỡng nó rồi. Ngày xưa thì không có những cái bờ đê cao vậy, nước nó phủ cặp bờ kinh luôn, thành ra nước nó tràn đồng, người ta mới gọi là tháng 7 nước nhảy lên bờ được. Thì nước nó tràn lên đồng, tràn ngang hết cô bác, thành ra phù sa ở dưới cái sông á, nó đổ lên, nó tràn lên, có nghĩa là đất cát bã bợn này kia rồi đó, nó tràn lên trên đồng, thành ra là đất mình nó màu mỡ, nó tốt, nó đem theo phù sa đó, gọi là phù sa đó. Thành ra là nó tốt. Còn bây giờ là mình đã có những cái đê bao này hết rồi, thành ra nước nó tràn lên bờ thì nó rất là hạn chế thôi, thành ra phù sa không còn nhiều như ngày xưa nữa, với nước bây giờ cũng không còn nhiều như ngày xưa nữa, thành ra là đất càng ngày nó càng bạc màu. Và đa số bây giờ mình phải nhân tạo hết. Lúa ngày xưa ít phân quá, bây giờ lúa phân thuốc rất là nhiều thì nó mới đủ chất dinh dưỡng cho cây ăn, tại vì giờ nó cạn kiệt nó hết rồi. Thành ra bây giờ phải nhân tạo hết. Nước nó chảy vào đồng này, ta làm những cái ống bọng nó chảy vào đó. Ngày xưa thì nó tràn ngang cái mặt bờ này luôn, tràn ngang luôn. Cái bờ ganh nó thấp thấp giống như những cái bờ ganh nhỏ nhỏ nó vậy thôi. Còn bây giờ thì tiến bộ, có cô be đồ móc múc lên, nó cao vậy nè. Nó cao hơn cái mặt nước bây giờ cả mét mấy, hai mét luôn. Thành nước nó không có tràn qua được. Thì mình làm ruộng thì nó khỏe hơn, nhưng mà phù sa thì nó
nó không có lên được nữa. Cái đường này đường máy lên xuống nè, để xới đất rồi vân vân nè. Thôi cái xuồng của mình vẫn còn, mừng hết sức. Ở bên kia là người ta trồng ổi. Ổi thì đó mình cũng có trồng, cô bắt vào cái xơi ổi, cũng thấy mình trồng ổi. Trồng biết rồi bán, ai mua chứ. Ở quê cái gì nó cũng ế chừng cô bác ơi. Giống như chuối nè, ai cũng trồng được chứ. Ổi ai cũng trồng được, còn bên kia là cái bờ mãng cầu đó cô bác ơi, mãng cầu ai cũng trồng được. Ngày xưa nhà mình trồng mãng cầu gai nhiều lắm. Rồi cuối cùng cũng bán không được luôn. Tại ở quê này rất là nhiều cây trái, phải nói là ở cái xứ của mình đó, là cây trái khủng khiếp luôn. Dừa, ổi, xoài, rồi cái gì mãng cầu, chuối, dừa, đủ thứ hết trơn. Cái nào cũng có chứ, thành ra bán rất là khó. Nhưng mà có những chỗ khác người ta trồng không được. Còn cái chỗ mình thì gần như là cây gì trồng được chứ. Chỉ có cái cây sầu riêng là trồng ít trái thôi. Tại vì sầu riêng nó thích cái đất cát. Còn cái chỗ mình đất thịt thì nó không chịu. Cái chỗ mình là trồng gần như là được khoảng 80-90% cây ăn trái đó. Thành ra chỗ mình bán đồ rất là khó. Chỗ mình trồng cái gì cũng được chứ. Nhưng mà trồng cái kiểu chơi chơi như mình á. Trồng như mình mà trồng mà khỏi nghĩ đến chuyện bán á cô á. Có nghĩa là trồng để cho mình ăn chơi á thì được. Còn trồng mà để mà kinh doanh này kia cô bác ơi khó lắm. Như ổi bây giờ nè, 3-4 ngàn ký, 4-5 ngàn ký. Mà cái tiền mà để cô bác bọc ổi không đó là bao nhiêu rồi. Mua mấy cái bọc để bọc ổi nè, 70 ngàn, 80 ngàn một ký bọc. Bọc có shop rồi luôn đó, để mình bọc á. Rồi một ký ổi thì có 3-4 ngàn. Tính tới coi chừng còn lỗ nữa. Lớp hết còn lỗ nữa. Thành ra cũng rất là khó. Mà ổi là nặng lắm. Cô bác thử tưởng tượng, cô bác xách 10 ký ổi ra chợ bán mà được có 30-40 ngàn. Khó khăn không? Trong khi mình trồng bơ đi, giả sử như bơ đi, 1 ký bơ thì cũng khoảng 20-30 ngàn. Mà 10 ký ổi á 20-30 ngàn. Tưởng tượng nó ngán. Nó cũng nặng nhọc. Tại xưa mình cũng có trồng rồi, một bữa 20-30 ký, 30-40 ký mình bẻ đó, rồi bắt đầu đem đi bán cũng nặng nhọc lắm, mà có mấy chục ngàn, được có mấy chục ngàn thôi. Thành ra nó không có kinh tế, bởi vì mình trồng ở đây, ở quê mình trồng chơi chơi thì được, mình trồng mà kiếm cái thu nhập để mà nuôi sống cho cả gia đình hay gì thì chẳng ai. Ở đây người dân thì được cái là đất ruộng bây giờ nó có giá trị, có nghĩa một công đất bây giờ cả 200-300 triệu thì người được chừng vài công đất thôi là cũng là khá khá, có cái của, có cái vốn khá khá rồi. Còn nếu như nông dân ngày xưa cái đất ruộng chỉ còn chừng 20-30 triệu một công á cô bác ơi, thì cái người nông dân thì chân lắm tay bùn. Tài sản không có nhiều. Chứ bây giờ cái người nông dân thì cái tài sản người ta cũng khá đó, tính tiền tỷ thì cũng dễ dàng rồi. À, vậy là bữa nay là mình đã vừa tham quan xong, chắc này trở về ha. Chắc này chạy trở về nha. Vườn ổi. Rồi bị kẹt đường rồi. Đằng kia hình như là người ta đang xuống đồ hay gì đó. Đậu bít cái kinh này ở đây kể chuyện của bác nghe chơi. Thì có con kênh này á, bề ngang là khoảng chừng 6-7 mét. Cái này là người ta lấy cua be rồi người ta múc sâu thêm để mà tới mùa đó người ta vận chuyển lúa được trên đồng này, ta vận chuyển về. Thì ở đây là người ta đi bằng máy gặt đập liên hợp đó cô, thành ra là cắt lúa không có như ngày xưa nữa. Hồi đó thì cắt lúa mướn người cắt, mướn người bó, rồi mướn người giác, rồi mướn máy suốt, rồi mướn cây dân giác về, rồi mướn giỏ để bỏ xuống, rồi mướn người để giác lên, rồi mướn người để phơi. Nó quá, rồi tới cuối cùng mà tới mướn cái người đông lúa nữa, người đông táo đó quá, đông lúa. Rồi bắt đầu mới bán xuống ghe, rất là nhiều khâu. Còn bây giờ thì đơn giản, hú người ta lại cắt một cái, người ta đem ghe tới chỗ người ta căng cho mình luôn, xong khỏi phơi khỏi ấy chứ. Còn cái người mua thì người ta tự đem về, người ta sấy theo đúng cái quy trình của người ta. Người ta số lượng nhiều quá cô á, quy trình khép kín của người ta. Thành ra mình bán như vậy gọi là bán lúa tươi. Bán lúa tươi có nghĩa là bán ngoài đồng, cắt xong có ghe người ta lại tới chỗ, ta đưa xuống luồng thay một, mà một máy một. Còn ngày xưa mình cắt đó là mướn người cắt nè, mướn người giác,
mướn vỏ chở rồi đem về kiếm chỗ phơi, rồi mướn người phơi, mướn người đông đủ kiểu hết trơn ha. Mà trong đó trục chặt một khâu một thôi là cô bác đã mệt rồi. Ví dụ như cô bác ở đây miếng này 12 công đi, giả sử đi, thì ở đây 12 công này mà chỉ cần một công á của người ta nhận cắt đó, mà bữa nay người ta nói người ta mệt hả, là người ta đòi lên giá nhưng người ta không chịu cắt đó. Rồi cô bác cắt 11 công, không lẽ một công chừa lại bỏ một công, rồi chừng nữa ai lại đây mà suốt lúa cho cô bác, thành ra nó gói tung ha. Bởi vì nó trục chặt một khâu một thôi là nó đã trằn ai rồi. Hoặc là cái dân dạng tức là cái người mà giác thuê cho mình á, bữa nay ta kỳ kèo giá ta không chịu, hoặc là ta này kia rồi không có cái dân giác lúa là cũng thua. Mà bữa nay cái dân hứng lúa mà người ta nó mệt, người ta kẹt hoặc là ta bệnh hay gì đó, người ta không hứng lúa được cho mình cũng chết lớn. Rồi cái máy suốt bữa nay nó trục chặt cái là cũng lu bu nữa. Thành ra bây giờ có cái máy gặt đập liên hợp rồi đó cô bác ơi, một cái máy mà nó làm đủ khâu hết thì thành ra nó rất là tiện, nó thay cho người cắt nè đó, nó thay được cho cái người hứng nè, tại vì cái máy đó là có cái dân của người ta theo hứng luôn đó. Rồi nó thay cho cái người chuyên chở nè, tại vì cái đội đó người ta chuyên chở luôn cho mình luôn nè đó, thì nó là một nó trong tất cả đó, rồi nó đem ra tới ngoài kinh này luôn cho mình. Còn ngày xưa thì nhiều khâu lắm, bây giờ một máy đó nó làm đủ hết, dân của nó làm đủ hết, thành ra gói gọn trong một khâu một thôi. Còn ngày xưa là 3-4 khâu, 4-5 khâu nữa, trục trặc một khâu là mình mệt liền, thành ra bây giờ nó tiện hơn rồi. Kể chị câu giờ rồi ta chạy đi rồi đó, chắc là mình về nha. Đây mình bỏ nhỏ nhiều chuyện, hồi rồi tới chiều tối luôn cũng có chuyện kể nữa. Rồi đi đó, tấp tấp ở đây người ta tưởng hái ổi, người ta mình thịt mình luôn. Nói gì cho ổi này cô bác ơi, mênh mông góc biển chân trời này, hái trái nhầm nhò thì nhưng mà mang cái tội ăn cắp nó thành thói quen rồi. Bỏ cái điện thoại xuống đây hồi cho nó lọt nữa. Cái dòng F thì quay phim đẹp lắm cô bác, từ S7 trở lên, S7, S8, S9, S10 à, từ dòng đó trở lên là quay phim đẹp rồi. À, giá này chạy về nha. Ôi, con sông quê lên ga này đi chơi thôi. Ít ra mình cũng thu nhập được một buồng chuối rồi quá, được 3 nải lên cho bộ đó, buồng chuối đó về cho vợ con nó mừng. Rồi rồi cái nó coi chết thằng chết nhỏ rồi không chạy rồi. Cái người ta mất đè gì đấy nè, nghiệp nhỏ hết sức hả. Giật tay trái mới đúng rồi bác, giật gì nó gịch qua đây vậy nè là nó chặt hướng, phải giật bên đây vậy nè, đúng cái tay này nè. Rồi về nha, chào miếng đất mình về nha. Rồi chạy chậm chậm, dỡ cái máy lên vậy nè, chứ không dám chạy sâu nữa, chạy sâu chút xíu về tới nhà rồi. Cái này câu giờ mà thì ở đây là Bình Bác nè cô á, Bình Bác, Bạch Đàn, cái này là những cái cây dại á, cây dại nó tự lên lau lách nè, loại bùn dơ băng lau lách xuyên đêm đó. Sương trắng rơi vai tôi ước lặng mê, rồi dính cỏ luôn để cho nó dính được thành cái quan trọng. Để chậm chậm mà chỗ ra cái ngã ba ở ngoài này là con kinh lớn, cũng giống như cái xương sườn vậy đó, có cái xương sống lộn, nãy giờ mình đi là con kinh sườn. Ở phía trên ở đây là còn đi sâu sâu ở trên đó cô bác, đi khoảng chừng 500m nữa thì mình tới khu vực của An Giang. Còn ở đây là vẫn là ở Cần Thơ đó. Đi chỗ hết, cái đường bộ là cũng đi thông từ tỉnh này qua tỉnh kia, và cái đường thủy cũng đi thông từ tỉnh này qua tỉnh kia luôn. Ở khu vực sông nước của mình đó, thì mình đi được hai cái phương tiện, là phương tiện đường bộ và phương tiện đường thủy luôn, ở đâu đi cũng được. Ở đây là đất của Bình Cần Thơ nè, của Sáu Tỏi đó, cũng y chang như đất mình ha, giống như là cái rừng đó, dễ thương ha.
suối bù bù nhóc trơn ha. Ở đây là chuối không, ở bên đây thì xoài nè. Tới mùa có coi cây ăn trái là đầy hết, đi theo cặp cặp mấy cái con kênh này ha là toàn cây ăn trái không, xoài, ổi, rồi dừa, rồi mãng cầu, ta trồng dài dài theo đây nhất trơn. Mình chỉ đi một đoạn thôi. Như ở đây á, là có thấy là ở trên là chuối, hai ba loại chuối, bên đây là xoài với mãng cầu ở mép trong. Giờ xích xuống dưới phía kia có thấy là chuối nữa. Rồi dài xuống dưới là tới dừa của mình. Rồi tới cây ăn trái dài dài xuống dưới kia nó có bưởi rồi nhóc chân nữa. Thành ra cái chỗ của mình cây ăn trái bán không được là gì, chỉ có đem chỗ khác thôi. Chứ cái chỗ của mình là ế lên ế xuống quá nhiều. Cô bác mà ra mấy cái chợ quê giống như cái chợ Vĩnh Thạnh của mình á, ngày xưa còn gọi là chợ số 10 của Thốt Nốt Cần Thơ, còn bây giờ gọi là chợ số 10 của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đó. Thì những cái chợ quê như vậy á, là cô bác sẽ thấy là cây trái là khủng khiếp luôn. Trái cây á, trái cây chứ không phải cây trái, trái cây á là đầy giấy ở trên. Bán thì rẻ ghê, có khi thì cho luôn cô bác. Khoảng 1-2 tháng trước đó, cô bác là chuối á, chuối già cui nè nè, là cho luôn chứ không ai mua, cho luôn chuối già cui nè, cô bác thấy nè, cho luôn chứ không ai mua. Còn bây giờ thì bán đỡ đỡ được rồi, còn ở đó thì cho không. Có những thời điểm còn mít xoài cũng vậy, xoài mấy cái đợt rồi đó cô bác là người ta cho từ thiện luôn, mấy vườn xoài người ta cho từ thiện luôn chứ không có ai mua. Trung Quốc cấm cửa khẩu rồi cuối cùng là không có buôn bán gì được trơn, rồi cho luôn, xoài cho, rồi mít, mít thì bán cho bò ăn, ô đủ kiểu cho. Thành ra trái cây ở quê thì cũng hơi khó, quá nhiều, tại vì ai cũng trồng được hết. Ở đây là chuối nè, quá xá chuối nè, quá thử tưởng tượng là một bờ nè biết bao nhiêu chuối, rồi biết bao nhiêu bờ bên đây nữa nè, số lượng quá nhiều mà có một cái chợ một là sao mà bán hết. Mà mấy cây này dễ lắm, ai cũng trồng được chứ, có mảnh đất nhét xuống là nó có buồn thôi. Rồi về tới quê hương rồi đó, cái này mình chạy cà ghê, chứ chạy là chừng 2 phút là tới à. Ở đây mình cũng có buồn chuối già già kìa. Ồ, mình bác cái nó trơn á, có buồn chuối già già kìa. Ở dưới sông nhìn lên thì thấy nó lạ lạ chút. Trên bờ thì nhìn đẹp hết. Cái đây nói chuyện cũng muốn hết nổi luôn rồi. Cho về tới nhà của bác ơi. Chạy thì chừng 400 mét nữa thôi là mình trổ ra con sông Cái Sắn rồi. Là mình về tới quê hương rồi đó. Chắc mình lên bờ thôi. Rồi cái dầm bỏ thằng kia kìa. À, được buồn chuối. Thằng cò nó mừng cái kìa. Về tới quê hương. Phải buổi sáng mà ghé đây cái là chim nó hót cho cô bác nghe dữ dằn lắm. Giấc này nó đi ngủ hết gì trơn à. Vậy tới quê hương ta đó. Cái mùa này cô bác thấy nước mênh mông á, tới mùa khô có mấy giọt nước ở dưới đáy kinh. Nếu muốn yên tĩnh á thì ở đây, muốn ồn ào á thì xuống cái nhà dưới kia. Mình ở đây là có hai sự chọn lựa, không sống chỗ nào cũng được.
Rồi xách nhỏ lên. Con cò nó thấy máy quay nó mắc cỡ, nó đi lên rồi đó. Nó đỡ đây thôi, trở lên. Quê. Nãy giờ là con ngựa mình cởi nè. Trên bờ thì có mình có con ngựa sắt, còn dưới sông á thì mình có con ngựa composite nè. Nó xách con chuối lên chứ. Còn cái chân máy quay còn bỏ chứ nè. Chút xíu mình chạy xuống rồi, khỏi khóa. Chân máy quay. Vì là được bộ phim rồi đó. Chuối già khăn cú đế luôn nè. Quá xa già lắm. Cái này trắng. Chuối sống. Ở vườn mình ở đây thì cũng nhóc chuối. Tại gặp và đốn chứ. Đốn gì làm cái gì. Ăn hết. Mình đang rải đá cái con đường này. Cô bác thấy đẹp không? Con cò kìa, cò kìa. Thôi, mắc cỡ hả cò. Cỡ. À, vô. Ở đây đi, về tới tỉnh. Về tới quê hương. Đi dạo một vòng nữa. Mưa suốt thành ra mấy cái màn mình không có cuốn coi. Phía sau cây trái không đủ nè, trái nhóc chưa, chết trái. Cái này cây bơ BD, cái này là thằng cua quá. Cua nó cứ thấy này dữ dằn tốt. Hết hồn luôn ha. Nó là thi công công trình này. Lắp cái hố này. Dĩ dần. Từ từ chém cỏ mấy khu vực này. Giờ ở phía bên trong. Không gà mưa gió mấy cái lá dừa nó rụng tùm lum trơn kìa. Chưa có kịp dọn. Sâu ở trong này. Cái xuồng chìm luôn. Lá dừa gì tùm lum chưa vớt nữa. Mình đang thi công cái công trình ở đây. Dọn hết toàn bộ khu vực này luôn. Nhưng mà chưa dọn xong. Gắn điện chút nữa. Có cái gì lạ lạ ở đây không? Khu này khu đang giải tỏa nha cô bác. Thành ra nó hơi bừa bộn chút xíu. Khoảng 1-2 tháng nữa thôi là nó sẽ sạch kín kít luôn. Lỡ lâu lâu quen lần cho cái phim nó dài 80 thước luôn. Nói chuyện có khách nổi rồi. Dừa này dừa khô rụng. Đang gom cái đống rác nè. Để mình đốt một cái nữa. Để gom gọn cái khu vực này lại luôn. Trong đây dừa rụng nữa nè. Nên cô bác thấy nè, chanh nè, trái dữ dằn không. Nhạc trái cho ha. Chùm nè cô bác. Ủa con gì vậy? Nó bay ra tưởng con ong hết hồn. Cái con gì vậy? Con bộ xích hay gì vậy? Làm hết hồn nhỏ. Sợ ong đánh. Rồi đây. Trái nhóc chờ ha. Chanh trái chanh nè. Của thấy nè. Chùm. Thấy thương không? Hết hồn trái luôn. Ôi đây nữa nè. Của ôi, nhóc trơn nè. Trái nè, ô quá xa trái luôn rồi. Dữ dằn trái luôn. Trái ha, còn ở trên dừa kìa cô bác. Trái dừa trái. Dữ dằn trái rồi. Không quay gì nữa. Mỏi cổ. Quay trái xuống nha. Quất giờ là dừa nè, trời mưa hôm qua đó, dừa nó rụng gì tùm lum từ lưa chứ đó trơn kìa. Ôi ơi, dòm kìa, quá xá luôn rồi. Lá dừa nó rụng từ lưa thằng Lan chứ. Dẹp mà dẹp không kịp. Giờ ở phía trong nè, còn ở dưới này á, thì gao, càng cua. Quá xá càng cua luôn nha. Khu vườn của mình. Bữa nay nó bừa bộn quá rồi.
dọn vài ngày nữa mới trống trải. Làm không kịp. Lá nhìn nó sụ tùm lum chưa? Hôm qua mưa gió dữ lắm luôn, hình như là bão nha, nó bão hay gì á. Nó mưa gió dữ dằn vậy đó. Nên mình trồng mấy cây bơ nè. Cây bơ này 1-2 năm nữa thì nó đã có trái nhóc hết rồi. Được trái thanh long luôn nè. Thanh long này là không phân không thuốc luôn. Cô bác thấy ở ngoài cái vỏ nó xấu xấu vậy chứ lột ra là ở trong là nó trắng phao. Thanh long trắng này ăn ngon hơn thanh long đỏ. Cô bác mình mua thanh long đỏ ăn sao nó không ngon lành cho người ta. Mà thanh long trắng này ăn nó có cái hậu ngọt ở trong. Ở ngoài thì nó chua chua, tới mà nó chín mùi rồi nó ngọt ngay luôn. Còn cái thanh long mà nó đỏ mình mua một số trái ăn sao nó không ngon, nó lật nhách à. Không biết có xui hên không biết. Dạ dạ coi còn trái nào nữa không nha. Đây cây bơ nè, cây bơ này cũng tốt hết sức rồi. Cao cũng khoảng 1.5 mét rồi đó. À, thanh long nữa nè. Đợt rồi là mình chặt bớt đó cô bác, quá xá sầm. Chặt bớt nữa đó, cô bác thấy cái thanh long nó rụi rụi vậy chứ không phải là nó bị hư hay gì đâu. Mà tại vì mình chặt để cho nó gọn lại bớt á. Chứ để một cái là nó sum xê luôn. Ở phía trong cái ao nè. Phía sau của mình. Đây có cây mai cũng to khổng lồ luôn nè. Tới mùa trổ hoa chơi. Trên thế gian đang vui mừng đón xuân. Thôi ở giấc này hết nổi rồi. Hồi ở cỏ lên dữ à, ở bên trong. Dừa thì bắt đầu đã có trái. Lỡ đi vào một chút xíu nữa nha. Cô bác thấy cái đường đi nè đẹp tuyệt vời không? Bữa hổm mình quay cái liều là ở cái khu vườn này đây. Đẹp ha. Đây. Dừa bắt đầu có trái nè cô bác. Đã ha. Bắt đầu có trái dài nè. Thấy đó. Thử tưởng tượng mình đạp chiếc xe đi giữa hai hàng dừa nè. Ồ. Giữa bên kia nữa. Cái dừa bên kia thì cũng tương tự như bên đây. Đang trồng ở đây thì mấy cây mía nữa nè. Ở đây là xoài, thanh long. Nữa mình sẽ nhét vào đây thêm một số cây nữa. Cây ăn trái nữa. Rồi mình sẽ mua chôm chôm, rồi nhãn này kia để trồng thêm nữa. Ở ngoài này mấy cây mơ, chuối cao. Ở đó thì có mấy cái vàng sâm ở đây, nhưng mà sau thời gian là mình làm biến không có giò thành ra mình bỏ sâm. Ở đây là mình được cái buồng chuối nè. Hầu cái buồng chuối to khủng bố luôn. Cái bắp chuối nè, bắp chuối ta bay lớn rồi nè, khủng khiếp không. Đẻ cái bắp đi, đẻ cái bắp thì cái buồng nó mới màu lớn. Cái bắp bự quá mà. Hồi cái bắp chuối bay lớn đây nè. Tưởng tượng cái buồng chuối nó sẽ bay lớn. Chuối này là chuối mẹ đầu tiên. Tại chuối mình trồng á cô, thì cái cây nó đã mất sức rồi. Mình chỉ trồng là lấy cây con á, chứ không lấy cây mẹ. Cô bác thấy cái hàng chuối nhìn rất là đẹp ha. Mình đi dê chút xíu nữa cô bác sẽ thấy đã không. Một thảm cỏ à. Để mình đi tới rồi cô bác thấy cái vẻ đẹp của cái con đường này nha. Đẹp tuyệt vời chưa. Cô bác có thể cắm trại ở đây luôn, tại ở đây rất là sạch nè. Đi là hoàn toàn là không có miếng đất, miếng cát gì dưới này chứ nha. Tại vì cỏ nó là một cái thảm ở đây rất là dày à. Mình chém cỏ cũng rất là nhiều lần ở dưới này à. Thành ra lớp cỏ này nữa. Nó phủ ở dưới à, thành một lớp mùng ở dưới à, không còn đất nữa. Tại vì ở đây rất là sạch luôn nè. Cô bác có thể cắm trại ở đây. Còn ở đây đất ở đây bị sập tới ở ngoài đó đó cô bác. Tới ngoài đó, thành ra mình để tiếp lô trên này luôn để mình liếp cái lỗ sụp này. Cái này thì nó không gớt với sông đâu, tại vì nó sụp nó còn cái đường ngang ở đây nè. Mình bỏ đây, rồi từ từ mình liếp đất lên đây nữa để cho cái chỗ này nó bằng phẳng lại luôn. Đó, quay một vòng ở đây, quay ở phía sau của mình. Nãy giờ quên coi còn trái thanh long nào chín nữa không? À, còn này, đang trái chín rồi nè. Ồ, trái này bị kiến ăn luôn rồi. Còn cái trái này thì bỏ đi đi, từ từ tính. Đó được trái nữa đó. Còn chuối này là chuối nàng tiên ở ngay cái bụi trúc này.
nay mình có 3 bụi trúc nữa nè. Để quy hoạch xong cái khúc đằng kia rồi mình mới dọn dẹp đằng này nữa. Quá xa rồi. Quá thấy là có khoảng 8.000 mét vuông ở đây thôi. Mà mình làm rồi không kịp ạ. Rồi nếu mà thêm nữa thì không có không có thời gian làm. Dọn. Mấy cây này là của cái bụi trúc đằng kia quá. Đốn ra một đống trúc gì nè. Đây này cái vỏ của ông anh cũng gửi. Quay vòng vòng của bác xem. Đây là cây trái không thôi. Buổi sáng là chim hót vang trời chứ. Tại cái giấc này nó đi chơi đi ngủ hết rồi. Trả lại cái công trình của mình. Đáng lẽ là chiều nay là mình làm tiếp tục cái công trình này là xong rồi. Có nghĩa là mình khỏa cái này, bắt đầu gãi đá đường, gãi đá này ở trên để làm đường đi thôi. Nhưng mà cái chiều tranh thủ chạy đi quay một cái đoạn phim, rồi chút xíu rồi cái bắt đầu cái mình làm tiếp, rồi cái sáng mai làm nữa. Mình sẽ gãi đá dài dài cái đường này luôn. Nó gãi được có một đoạn một thôi. Từ từ quy hoạch lại. Cái chim nó làm gì nó la làng la xếp dưới mưa. Rồi, chỉ là phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây nha. Phim hình như là cũng dài thường thuộc luôn đó. Rồi, cái phim này để duy trì kênh. Có nghĩa là lâu lâu mình sẽ up một phim để cái kênh không bị mất sub. Còn mà quay liên tục thì thôi, đợi khi nào đầy đủ nhân viên thì mình sẽ làm YouTube lại. Còn bây giờ mình chỉ làm cũng giống như là lâu lâu giật cái máy cho nó chạy một cái để nó không có bị sét thôi. Mấy con chim đó, nó hót kìa. Chim nó chim sâu, hót cũng hay á. Về tới đây hót liền ha, mừng nó vậy. Rồi, vì là phim mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn ha. Rồi, bye bye cô bác ơi.